việc gì đi mà nhìn nhạc. Anh cất đi. Thôi được nha, được nha. Báo cáo đồng chí Mắc Tư, đây chính là hiện trường xảy ra chuyện. Tấm gương trong nhà cô hôm nay bị dở phải không? Sao ông biết vậy? Nút áo của cô cài lộn hết rồi. Cảm ơn. Đồng chí Trang Kình Mai này đánh lén tôi, đừng có lao ầm sòm nha. Nếu không thì người điếc cũng sẽ nghe đó. Nhớ kỹ nha hả đồng chí. Anh nhà tôi. Mấy người làm gì vậy? Hey, chúng tôi đang dưới đầm đây hả? Các chị đồng chí là có phải không? Phải. Hey, nhảy cho vui. Anh và tôi nhảy cho vui. Anh và tôi nhảy cho vui. Anh và tôi nhảy cho vui. Anh và tôi. Đồng chí nhảy cho mấy người này nãy đến lộn đó. Chúng tôi là công an đây. Nhận được báo cáo mấy người đến lộn ở đây. Chúng tôi là nhảy ra đầm rồi thôi, không phải là đến lộn ở đâu hả? Mấy người đừng có làm bộ đấy nha. Rõ ràng là đang đến lộn mà. Đồng chí à, đừng nói vậy mà. Thôi được, không có gì thì thôi. Mình về. Đồng chí à, bắt từ đồng chí à, với đội ông sát thuốc của ông thấy họ mặt mày sưng hết như vậy mà còn không phải đánh lộn hay sao? Nếu tôi đoán không sai, tôi đếm 1, 2, 3 thì họ sẽ đánh lộn Sài Gòn nữa. Quả nhiên là lộn Sài Gòn. Đồng chí à, hãy mau sử dụng liên hoàn thất cước đi. Ê, không được đâu. Sư phụ đã nói liên hoàn thất cước đá một cái là phải trúng 7 tên, không thể rút lại. Ây da, ở trong này cả 100 người lận, cô đá không trúng mấy người sao? Phải hả? Bắt họ về. Dạ. Anh thiệt là báo hại quá đi. Anh có biết không, tôi đã chạy biết bao nhiêu cửa sau mới hát được trong disco. Bây giờ anh làm hư hết chuyện của tôi rồi. Tôi đã tốn 200 mấy đồng sắm bộ áo. Chuyện nhỏ nhỏ.